Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng và cao cả nhất. Đó là tình yêu nồng ấm, ngập tràn yêu thương, là sự hy sinh, chở che, bao dung của mẹ dành cho con, cho dù đó là con người hay bất kỳ một loài động vật nào khác. Trong thế giới tự nhiên, tình mẫu tử là bản năng của hầu hết các loài động vật. Những bà mẹ của thế giới loài vật đã làm mọi thứ để bảo vệ, che chở cho những đứa con non nớt của mình. Để cảm nhận sâu sắc hơn tình mẫu tử trong thế giới loài vật, mời các bạn lắng nghe câu chuyện do Đức Anh kể nhé. Xin chào tất cả các bạn. Ngày mới chúc tất cả các bạn vui vẻ. Bây giờ, Đức Anh sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện động vật bế con như thế nào nhé. Mèo, hổ, báo, sư tử tha con giống như tha con mồi. Chúng rùng răng, ngoạm chắc da cổ của con, rồi giữ con lủng lẳng trên suốt đường đi. Nhưng chúng ngoạm rất khéo để không làm đau, làm rơi con. Cá sấu có hàm răng sắc nhọn, nhưng bé con cũng rất khéo. Cá sấu mẹ tha từng đứa con trong miệng đến nơi nó muốn mà không làm đau con. Chuột túi, gấu túi điệu con trong chiếc túi trước bụng. Gấu túi con trên 6 tháng tuổi phải tự bám chắc vào lưng mẹ khi mẹ di chuyển thoăn thoắt trên các cành cây. Thiên nga mẹ cõng con trên lưng bơi đi đây, đi đó. Nhưng không phải con vật nhỏ nào cũng được bế. Ngựa con, hươu con, voi con, tê giác con thì từ bé đã phải tự đi theo mẹ. Các bạn ơi, câu chuyện động vật bế con như thế nào đã cung cấp cho chúng ta những thông tin mới mẻ, thú vị về cách một số loài động vật bế con đấy. Qua câu chuyện, chúng ta hiểu tất cả các bà mẹ trong thế giới loài vật rất yêu con, rất thương con theo cách riêng của mình, đúng không các bạn? Câu chuyện tôi kể đến đây là hết rồi. Tạm biệt các bạn nhé. Bye bye.